Cho tôi ly bia. <laughs> Giỏi thật đó. Gia các lượng tái thế. Sao hả? Ổn hết rồi đúng không? Ổn chứ. Sau khi ba tôi làm theo cách của anh, quả thật đã cho các cổ đông còn lại uống liều thuốc an tâm. Biết chiêu đó là gì không? Gọi là kế phản gián. Ồ, oh, kế phản gián. Chúng ta cạn ly vì kế phản gián của anh đi. Cạn ly. <laughs> nè. Ừ. chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi anh tính sẽ ở lại bên này hay là về nước chắc là về tuy điều kiện ở đây rất tốt nhưng kinh tế đã bảo hòa rồi về nước phát triển không gian cũng lớn hơn hơn nữa tôi thích làm chuyện gì thách thức một chút ồ nếu như anh muốn vậy á tập đoàn triệu thị lúc nào cũng quan nghinh anh còn điều kiện gì cứ nói ra tôi sẽ đáp ứng tôi có nghĩ tới đó nhưng tôi sợ triệu thị không mời nổi ồ <laughs> Bởi vì tôi muốn làm trong phòng chủ tịch Trợ lý thôi <laughs> Được Ok, Căng Ly Chuyện đó dễ mà Dễ thật hả? Ừ Mình Sao? Anh cứ suy nghĩ đi Chỉ cần anh lên tiếng Tiền không thành vấn đề <laughs> Mạnh đồng tôi trong lòng anh Chỉ biết tiền thôi sao? tôi cho anh biết thứ mà cả đời mạnh đồng tôi không thích nhất chính là tiền anh hiểu lầm rồi đây là lần thứ nhất thứ hai thứ ba rồi có câu là bất quá tam nếu như không chịu tức là xem thường triệu chứng nam này <laughs> làm sao dám xem thường anh anh sai quá rồi anh sai rồi phục vụ phục vụ ơi dạ chào anh triệu cho anh ly nữa dạ được không có gì làm việc đi Ai? tôi chưa có say mà anh say lắm rồi trước giờ đều là anh uống sai rồi tôi phải lôi anh về đó uống ít ít thôi lần này thì không có sao tôi có trợ lý riêng trợ lý tôi gọi cổ nha trợ lý nào vậy? Cái tên biến thái này Ông trời phái hắn xuống hành hạ mình thật sao <laughs> Alo Cho cô trong vòng 10 phút Phải tới quán ba Mỹ Lệ Được lắm chủ tịch Triệu Nè Uống à. 10 phút hả Tưởng tôi là giáo sư do biết xuyên không sao Tôi không thèm đi nữa Cái đồ biến thái Ngày mai cô không cần tới làm nữa Không kịp rồi, không kịp rồi, không kịp rồi Nè, đi đâu mà gấp vậy? Đi đầu thai hay sao? Còn nói nữa, đầu thai cũng không kịp luôn gì? Đừng nói là phải đi hầu hạ ông chủ biến thái đó nha Cô đã biết rồi hả? Chính xác, đoán đúng rồi đó Cộng thêm 10 điểm, tạm biệt Nè, nhớ khóa cửa Biết rồi Chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm vậy? Ông chủ nào mà biến thái vậy trời <laughs> Nè ừ. Anh Triệu ạ à. Nè ừ. 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 à. ừ. 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 Cầm đi <laughs> Ừ. Anh làm gì vậy? Ừ. Sao cô hôi quá vậy? Cầm đi mua đồ mới, mai đi dự tiệc với tôi. Tôi... Mình lên nữa. À... Ê... Ai à, tới mà trễ vậy? Đi coi đi. Được rồi. À, dì muốn tìm ai? Tôi là mẹ của Lăng Kiều. Có nói đây không? Dạ có thôi gì. Mời dì vào trong. Bên này, bên này. Lăng Kiều à, mẹ còn tới tìm cậu kìa. Mẹ, tối rồi sao mẹ con tới đây con coi con ăn cái gì kìa mì ăn liền cũng ăn được sao làm sao mà đủ chất chứ tiền mẹ cho con không đủ sao cả người giúp việc cũng không có cuộc sống như vậy làm sao mà sống được cái nơi quỷ quái gì không biết vừa dơ vừa xuống cấp cho người ở sao theo mẹ về đi được không mẹ con mời gì bây giờ con đã lớn như vậy rồi cũng đã sắp tốt nghiệp đâu thể bắt ba mẹ nuôi con được con nói như vậy mà nghe được sao ba mẹ của con phấn đấu cả đời là vì cái gì hả là vì muốn cho con có cuộc sống sung túc vui vẻ thoải mái hơn người ta mẹ con không cần ba mẹ phải nuôi con nữa ba mẹ sống khỏe mạnh là con vui rồi niềm vui đó dù có tiền cũng đâu có mua được <laughs> con đừng có cải lý với mẹ nữa hả tóm lại là mẹ không muốn con ở lại đây mẹ muốn con lập tức theo mẹ về nhà đi đi mẹ mẹ con không đi đâu con thấy chỗ này rất tốt không về nhà cũng được như vậy đi chúng ta vẫn còn căn biệt thự bỏ trống ở phía đông con với bạn của con dọn tới đó ở con ở gần mẹ một chút mẹ muốn chăm sóc cho con cũng thuận tiện hơn đây là giới hạn cuối cùng của mẹ không nhượng bộ nữa con không đi mẹ đừng có lo xa quá có được không vậy mẹ lo xa sao mẹ không lo cho con người ta đi con nói con lớn rồi mà còn ăn nói với mẹ như vậy sao có con nào như vậy không <cười> mẹ <cười> làm gì có chứ mẹ ngồi xuống đã mẹ đừng có hồng nịnh mẹ mẹ ngồi xuống đã Hả? mẹ coi cả cuộc đời của mẹ cứ lo lắng cho con với ba mẹ cũng phải sống cho mình nữa chứ mẹ coi mẹ rảnh thì đi tìm niềm vui cho mình đi xem chương trình ca nhạc uống trà hay là xem kịch chẳng phải tốt hơn sao mẹ phải sống vui vẻ thì con mới có thể yên tâm được chứ lăng kiêu à con phải biết con là cả cuộc sống của mẹ ba mẹ chỉ có một đứa con thôi có đúng như vậy không con chính là tất cả hy vọng của ba mẹ con là ký thác của ba với mẹ mẹ con đã lớn như vậy rồi mẹ xem năm đó ba của con chẳng phải cũng sống như vậy sao bây giờ con đã là một người đàn ông <laughs> đây chính là thử thách thử thách là không về nhà sao thử thách là không cần tới mẹ sao làm gì có mẹ của con là người mẹ hoàn hảo nhất tài giỏi nhất xinh đẹp nhất hiền hậu nhất rộng lượng nhất trên cả thế giới này luôn <laughs> có phải không <laughs> đừng có mồm mép với mẹ nữa ba của con có buổi họp mặt con phải tới đó đừng đi trễ con cầm lấy tấm thẻ này đừng ăn mì ăn liền nữa ha mẹ mẹ làm vậy con giận thật đó trời đất ơi cho tiền mà cũng không cần sao hả <laughs> có chí khí vậy thôi được rồi mẹ giữ giùm con trời ơi đừng có ăn mì ăn liền nữa cứ vậy đi mẹ về trước đây à mẹ con tiễn mẹ <laughs> anh ơi Em yêu anh <laughs> Yêu chết đi được Hả? Chị ơi <cười> hả? <cười> Làm sao đây làm sao đây Ờ, oh, về rồi hả? Anh về rồi kia. ơi. kìa Tuyết tới rồi à Ờ, oh, về rồi hả? Sao cô tới trễ vậy? Trễ vậy rồi, cãi nhau với mẹ nữa à Ai, còn phải hỏi nữa sao mẹ tôi phiền chết đi được suốt ngày cứ càm ràm tới đây với hai người yên tĩnh hơn rất là nhiều <laughs> nhưng mà em tới đây tụi chị lại không được yên tĩnh <laughs> Nguyễn di tôi đi tắm đây ừ. tôi cũng đi rửa mặt đi nè ừ. hình như không đúng lắm nha <laughs> sao trên người của cô toàn là dương khí cô, cô đang nói linh tinh cái gì vậy? có phải đi dùng với đàn ông hay không? hử? ai vậy? mau nói cho tôi biết đi, tôi có quen không? <laughs> sếp của tôi uống say, nên tôi đã đưa về nhà. <laughs> nè, đưa về nhà. Ồ, ờ. sao cô không ở lại chứ? bộ cô bệnh nè. À. nè, ngụy đại tiểu thư à? cô đã 24 tuổi rồi mà vẫn còn độc thân Cô nghĩ gì vậy tại sao không bám chặt anh ta chứ Một soái ca uống say nằm <laughs> ở bên cạnh của cô Cơ hội tốt như vậy mà cô không nắm bắt làm sao Nè, sếp cô gọi cho cô tức là có ý với cô rồi đó Vậy mà cô thì sao, quá ngây thơ Cô ế là đáng lắm rồi <laughs> Muốn hả ừ. Muốn thì đi đi Kệ dạ là... nó đi, nó nhiễm tim dạ. hàng quá rồi Tôi muốn cũng đâu có được đi đâu Hai người nói vậy là có ý gì đây Sắp thành bà cô già hết rồi đó hai người không muốn biết có anh trai đẹp nằm kế bên có cảm giác ra sao hay là sao <laughs> còn giả bộ giả bộ cho ai xem chứ mình coi phim hàng tiếp đi anh ơi em cảm ơn anh em yêu anh em yêu anh em cảm ơn anh ninh Tuyết à? em yêu anh em ninh yêu anh hả chiếu ba lần rồi mà cô vẫn còn xem được sao coi cái gì ừ. cái nào đẹp vậy ừ. cô tính đi đâu vậy cô ừ. tới khách sạn mở cửa cho khách hay là để rót rượu cô nói cái gì vậy ngày mai tôi phải đi dự tiệc với sếp của tôi không biết phải mặc bộ nào nữa ừ. dự tiệc nè mấy giờ ở đâu vậy có thể dẫn tôi theo hay không Um, chuyện đó trời ơi có phải là tôi chưa đi tiệc bao giờ đâu cô nói chiếc sếp của cô dẫn theo bạn đi chung thì có sao đâu chứ Ừm, um, thôi được rồi <laughs> cảm ơn nha tôi sẽ không bao giờ quên ơn của cô đâu vậy cô mau mau chọn giúp tôi một bộ đi trời ơi cô nhờ tôi chọn quần áo là đúng rồi đó tôi nói cho cô biết nha tuy là quần áo rất là quan trọng nhưng khí chất cũng rất là quan trọng nghe tôi nói nè ừ. cô phải ưỡn ngực ngẩng đầu ừ. trời ơi ngẩng đầu nhưng mà cầm phải thấp hơn một chút ừ. sau đó thì cô nhìn người khác phải thân tình một chút dạt vào tình cảm rồi thỉnh thoảng lại phóng điện ra ừ trời ơi cô làm cái gì mà giống y như con gà vậy được rồi tạm thời cứ vậy ừ. đi vậy đi thôi. Hả? đi thôi đi thôi đi ừ. thôi đi chọn quần áo cho cô chuyện này cô không bao giờ giỏi bằng tôi đâu nè cô ngồi xuống đây đi để xem tôi làm sao biến hình cho cô <laughs> nhất định anh triệu đó phải lóa mắt không nhận ra ê không đúng ngoài cô ra anh triệu đó còn dẫn theo ai nữa ừ có mình tôi thôi <laughs> một mình cô vậy phải làm sao cho xứng đáng với anh ấy để không phụ lòng kỳ vọng của anh ấy đối với cô. trời ơi nói linh tinh cái gì vậy? sao anh ta chú ý tôi được? ngày nào cái mặt cũng như vậy hết, không có nhút nhích ai mà thèm quen với anh ta? nè người ta có tiền ra dễ một chút thì có sao đâu chứ? cô không khoan dung được một chút sao? ngày mai mặc theo phong cách gì? nè tôi nghĩ ra rồi. Ngọt ngào, không được, ngọt ngào không được Thơm đi Thơm quá thì cũng không được à, Trời ơi, chua quá, cay quá cũng không được Ê? À, ơi. Trời đất ơi Cô đừng có giỡn nữa mà Tôi đi dự tiệc chứ đâu phải tới quán rượu đâu Trời ơi, cô mau ngồi dậy đi Ngồi dậy ngồi chúng ta chọn đồ tiếp nè Mau mau mau, mau, mau. Ừ. anh Triệu của cô thích phong cách gì hả? Tao, nói đi <laughs> cô đừng có anh triệu anh triệu nữa Tôi tới đó là để làm việc mà <laughs> Trời ơi Cô suy nghĩ như vậy là không có được rồi Trợ lý yeah. như cô thì có gì hay đâu Chúng ta phải nhắm tới vị trí bà chủ chứ Bà chủ hả ừ. Tôi làm trợ lý đã đủ lắm rồi Cảm ơn trời đất Cô có biết là tôi bận cỡ nào không Chuyện tình cảm tạm thời tôi không nghĩ tới Cô đừng có nói nhiều nữa được không Ngụy Di <laughs> Cô không có thời gian yêu đương Nhưng cũng phải kết hôn mà Tới chừng đó không lấy được chồng Thì cô sẽ hối hận cho coi <laughs> Vậy thì tôi Tôi ngoài cái đóng này ra Không còn lựa chọn nào khác hả Có chứ Lần này tôi tới Mang theo đủ thứ đồ Cứ giao hết cho tôi đi Tôi chính là Doraemon Muốn có gì là có đó Chờ chút nha <laughs> Tân 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 thật là ngại quá hơi lộn xộn để tôi xếp lại nha. Ấy, nguyện di tôi biết rồi. Cô hợp với kiểu có khí chất, chờ tôi một chút nha. Bộ này có được hay không? Ôi trời, không được, ở đó toàn người giàu có thôi. Bộ này giống như ở trên núi xuống vậy hơi lạ một chút. Để tôi chọn bộ khác. Ấy. <laughs> Cái này thì được. Sao hả? Sao hả? À, bộ này có phải là Màu sắc có hơi nổi quá không Tôi đâu phải là nhân vật chính Ngụy Di à Cái đầm này đẹp mà Cô nghĩ vậy là không có được Nè cô mặc cái đầm này đảm bảo Một dạng phần trăm là nổi bật Trời ơi Ninh Tuyết à Cô làm ơn tha cho tôi đi mà Không được đâu ừ. Cho cô biết nha Con người của cô giống như Cho cô một khu rừng cô chỉ cần một cành cây thôi cho cô cả đại dương cô chỉ cần một giọt nước không biết cầu tiến gì hết Ôi... tại vì gì... được rồi được rồi được rồi đi 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 trời ơi được thật không vậy mai mốt thành công phải trả công tư tử tế đó đi đi mau lên đi Nè, có được thật không đi đi trời ơi nhanh lên nhanh lên à, nhanh lên xin mời xin mời ký vô đi à chúc mừng mọi bên này À, xin chào chúc mừng à, chúc Khách mừng nha. Mời toàn là nhân vật lớn đúng vậy <laughs> Ê, à, ông lăng lâu rồi không gặp lâu rồi không gặp <laughs> lâu rồi không gặp chào anh chào anh à... hân hạnh hân hạnh <laughs> hân hạnh hân hạnh <laughs> anh lăng kêu có ở đây không cho hỏi có chuyện gì là như vậy ba nãy cô đuổi hay làm sao? À, Tú tự nhiên tôi bị đau bụng quá, một chút, chút à, không được không được, đó, đó, đó. Alo, alo, quá đáng thiệt đó. <laughs> Sao hả? Muốn đi sao? Được. Bây giờ, tôi lấy góc độ nhạy bén của người đạo diễn để giúp các cô thử xâm nhập vào giới nghệ thuật. Có được không? Một người diễn viên cần phải biết biểu diễn là cái gì. Biểu diễn cũng là một nghệ thuật. Cũng giống như cuộc sống của các cô. Nếu như các cô hiểu được giai diễn, thậm chí là sống với giai diễn đó, thì lúc biểu diễn sẽ không phải diễn nữa mà là cái gì? Là một môn nghệ thuật. Xem những diễn viên lão luyện chúng ta sẽ nói gì? Nhạc biểu diễn nghệ thuật có đúng không? Đúng, không? À, đúng, rồi, đúng, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, rồi. Đúng đúng rồi đó. Cùng. Đồng thời, biểu diễn còn mang tính triết học, ví dụ như là Lý Tuy Long có biết không? Ừ, đương nhiên à, là biết rồi, biết rồi. Ngôi sao võ thuật số một Trung Quốc, tương tự khả năng diễn xuất trước giờ chưa ai sánh bằng là tại vì sao? Vì ông ấy là một nhà nghệ thuật. À rất nhiều người nhận lý tu long làm thầy. Ờ. Nhưng cái mà lý tu long dạy cho họ mãi mãi không phải đánh làm sao giết làm sao mà là triết học đó. Bởi vì ông ấy biết lấy nhu chế cương khoan dung độ lượng võ công tuyệt đối không thể nào giống hệt nhau thì diễn xuất cũng giống như vậy. Tuyệt đối không có chuyện lần trước tôi đã quay cái gì tôi đã diễn cái gì vậy vậy thì thường quá rồi. Nếu muốn làm một diễn viên chân chính thì trước đó phải hỏi bản thân mình lúc nằm xuống thì sao nằm xuống nằm xong à, xuống ai không muốn làm biểu diễn Làm sao có đúng không? Ờ, ờ, ờ. Nhưng ai thật sự đủ khả năng chấp nhận nằm xuống hả? Nằm xuống mà tôi nói, không phải là cái kiểu nằm ở đâu hả? Ờ. Mà là trải qua chấp ngã, trải qua sự thất bại. Ừ. Cuộc đời các cô sẽ phải trải qua vô số những gập ngã, vô số những thất bại, đúng không? Bạn mới có thể thực sự hiểu được một đi vật, một qua đi anh nói hay Ủa, thật, ai đó, vậy vậy? người ta ngưỡng mộ thật quá là, à đó là ai Bàn vậy? diễn thuyết quá tinh tế, mời anh một ly nha Tôi quên, mất tôi chưa giới thiệu Tôi là nghệ sĩ hợp đồng của công ty điện ảnh, diễn viên và người mẫu Hả? Ninh Tuyết Diêu Thế Khải <laughs> Ê, cô làm đại diện cho thương hiệu nào vậy? Có tác phẩm gì chưa? Phải, phải đó, rồi đó, đó là nghe thử đi, đi nói coi nói đi, mà. À, nói đi. tôi à, trời ơi, sao các cô tầm thường quá vậy không nghe đạo diễn nói hay sao đừng mới tới đã hỏi cái gì mà đại diện cho thương hiệu nào vậy tầm thường Chắc quá thật nói sự nói trước gì? giờ trời tôi cũng đóng nhiều thứ lắm rồi nào là à, đóng quảng cáo phim truyền hình phim điện ảnh nói chung là nhiều lắm nhiều cái vậy không sao đâu. còn người mẫu nữa sao? tầm thường quá đi đạo diễn à tôi thấy bây giờ Chúng ta nên tới một chỗ nào khác. Sau đó mới nói về chuyên môn <laughs> nghệ thuật nho nhã, nhiều vậy sao? Anh Thì thấy có đó. được không? <cười> <cười> bye bye. Trời ơi, không ưa nổi. Đúng rồi, cái của ta đúng là đáng ghét à. Nè. Không được đổ ở đây đâu, qua bên kia đi nhìn. nhìn cái gì mà nhìn Đi đi Khoan đã Ăn cơm mà cả tiếng người cũng không biết nói sao Đây là con trai của chủ Tịch Lăng Coi chừng thái độ của anh đó Ờ, à, chào cậu Lăng, thì ngại quá, tôi không biết là cậu à, Xin lỗi nha Đứng đó làm gì nữa, mau đem xe đi cất đi Ờ, à, dạ 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 à. Thật ngại quá, người mới không biết quy tắc Chúng ta vào đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi à. à kế hoạch lần này của tôi mai mà có ông giúp đỡ <laughs> à, sao đúng, quá đúng. có gì à giờ ông chưa cố nhiều hơn à. À, được à. chào dương trấn nam à ông tiếp khách đi à, à. tôi qua kia trước à trấn à, à. nam con về đây hồi nào vậy Dạ được một thời gian rồi từ lúc đi du học cũng mấy năm mới gặp lại con để dưỡng coi càng ngày càng nhanh nhẹn lên lợi hơn nhiều khá lắm khá lắm <laughs> à phải rồi ba con đâu Dạo này vẫn khỏe chứ ừ, ba con vẫn khỏe vẫn ổn à dượng có nghe nói giờ con tiếp quản nhà họ triệu rồi à đây là chuyện tốt đừng lo lắng con còn trẻ cứ từ từ không cần dội dượng tin là tương lai con còn giỏi hơn nữa nếu cần gì thì cứ nói với dượng ha con cảm ơn dượng thật ra thì công ty cũng không phải một mình con quản lý ba con cũng có giúp ừ cố gắng ha ba à lăng kêu còn tới đúng lúc lắm con nhìn đi <laughs> anh họ con đi du học về rồi à mấy ngày trước con có gặp rồi ủa hai đứa gặp rồi hả dạ lần này không la con không được sao không nói với ba tiếng nào vậy sao cậu lại ở đi <laughs> sao vậy hai người cũng quen sao tụi con quen nhau lúc học bên mỹ À chà trùng hợp vậy vậy thì tốt quá rồi bây giờ cậu ấy đang là trợ lý của dượng ở công ty ồ oh. à ở đây nói chuyện với anh đi bao nhiêu năm rồi không gặp Mạnh đọc à, dạ. đi chúng ta qua bên kia tiếp đại khách dạ được dạ được hai đứa từ từ nói chuyện đi ha chúng dạ. ta đi thôi chấn nam chúng tôi qua kia trước ờ kính thưa các vị khách quý chúc mọi người buổi tối vui vẻ hân hạnh được đón tiếp các vị tới dự bữa tiệc tri ân 20 năm của tập đoàn Hùng Đại. Tiếp theo, xin các vị cho một tràng pháo tay để mời chủ tịch của tập đoàn Hùng Đại, ông Lăng Vĩnh Hùng và phu nhân là bà Triệu Mỹ Hoa cùng lên phát biểu. À, mời. kính thưa các vị khách quý các vị bạn bè thân hữu chúc buổi tối vui vẻ tôi đại diện tập đoàn hùng đại gửi đến tất cả các vị khách quý lời chào mừng nhiệt liệt nhất mọi người đã không quản ngại vất vả đường xá xa xôi tới đây chung vui và bàn bạc về những kế hoạch đầy tiềm năng giúp tập đoàn chúng tôi tạo nên không khí năng động và hòa nhã trong suốt 20 năm qua. Thật sự tôi thấy rất may mắn. Khi được đồng hành với tất cả các đối tác và bạn bè, từ đó lại có thêm động lực để phấn đấu. Trân trọng cảm ơn các vị nhiều. Hôm nay, tôi có một lời cảm ơn rất đặc biệt. Chính là cảm ơn người nhà của tôi. Bao nhiêu năm nay, không có sự ủng hộ của họ không có sự thông cảm của họ tôi tin là hùng đại sẽ không thể có được thành công như ngày hôm nay cho nên xin mọi người cho một tràng pháo tay thật lớn tặng cho phu nhân của tôi là bà triệu mỹ hoa hôm nay có đông đủ tất cả mọi người tôi đề nghị mọi người cùng nâng ly chúc mừng sức khỏe chúc cho sự hợp tác sau này của chúng ta chúc cho tình bạn của chúng ta được lâu dài chúc mọi người sức khỏe gia đình hạnh phúc đông đầy à. mời mọi người cạn ly gì ừ. vậy nha dạ. à, à, Sao lại như vậy Sao lại như vậy Trời ơi Mất mặt quá sao vậy ta à, Sao lại như vậy à. chứ Thiệt à, là hậu nộ Một bữa tiệc Một sang trọng như vậy Mà sao lại bất cẩn quá vậy không biết nữa Trời ơi Xấu hổ chết đi được à Là bạn của cô sao À À, không, 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 tôi không quen người như vậy làm sao tôi quen được chứ <cười> <cười> đột nhiên xuất hiện tiết mục bất ngờ cũng rất là thú vị mời các vị dị... Cùng tôi uống cạn ly này. Ừ. Tiếp sau đây là tiết mục khiêu vũ, mời mọi người cứ nhảy tự nhiên, chơi thật là vui vẻ hết mình. <laughs> Đạo diễn à, chúng ta cũng ra ngoài nhảy một bài đi. đạo diễn à tôi nhảy có đẹp hay không bước nhảy cũng khá lắm có học khiêu vũ sao đương nhiên rồi sau này có nhân vật nào khiêu vũ nhớ gọi cho tôi nha <laughs> có phải cho tôi số điện thoại chứ sao hả không thành vấn đề Đừng nha, đừng có tới đây, đừng có tới đây. Thôi chết Không rồi. biết là tôi có thể mời cô nhảy một bản không? Ừ. Tôi không nhảy cũng đâu có liên quan gì tới anh đâu. Mà kệ tôi. Nguyên Di. Nhảy với tôi đi. Ừm. 此次次此次次冲突突了此次冲突了此次冲突了此次冲突了此次冲突了此次冲突了此次又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又 trần bân à ừ. bao nhiêu năm nay anh đã bỏ công sức vì hùng đại giúp chúng tôi vượt qua biết bao nhiêu là khó khăn à. chính anh đây à, à cảm ơn cảm à. ơn à. à. ừ. chủ tịch lăng buổi tiệc tối hôm nay sắp xếp tốt lắm hả hoành tráng khí thế vừa nhìn đã thấy được tác phong của Hùng Đại Chẳng qua tôi muốn tìm một cái cớ Để mọi người cùng tề tự chung vui thôi mà Ba Con xin lỗi ba Con thì có việc gấp Nên con tiến trễ thưa ba Để ba giới thiệu cho con Đây là chủ tịch của tập đoàn Hùng Đại Chủ tịch Lăng Con chào bác Con người này là phu nhân của chủ tịch Dạ con xin chào bác Đây là con tôi Tây Tây Mới ở nước ngoài về ngày nào nó cũng bận hết <laughs> Không ngờ con gái anh lớn vậy rồi Đúng là không thấy mấy đứa nhỏ Chúng ta không biết mình già mà <laughs> Tay tay, con bao nhiêu tuổi rồi? À... À, cũng lớn rồi, 26 rồi <laughs> Bây giờ tụi nhỏ đều vậy 26 mà 26 cũng lớn rồi Con còn độc thân hay là đã có bạn trai rồi? Uhm, con còn độc thân <laughs> Tụi nhỏ bây giờ đứa nào cũng lo cho sự nghiệp đúng, đúng, à. đúng. À. à anh lăng à sao không thấy con anh Ờ ở à. À, con tôi chắc con tôi đang khiêu vũ bên kia rồi à hay là hai nhà chúng ta tìm cơ hội nào cho hai đứa nhỏ này gặp gỡ làm quen đi thanh niên mà dễ nói chuyện lắm à, phải đó <laughs> tay tay à dạ hôm nào mình sắp xếp được vì hẹn con ra uống cà phê ăn cái gì đó con thấy được không dạ được mà gì à, à, là... bạn con ở bên kia con qua xem thử à được đi đi con, à, con xin à, đi. Đi, à, đi, à. đi 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 à, à. 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 con gái của anh trần đúng là đẹp thật đó <laughs> đúng 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 con, không, 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 đáng không. yêu lắm trùng hợp vậy sao anh ở đây tôi mạnh đông à tôi tới đây với bạn phải không mạnh đông à đúng bạn học chung nhưng cô gái này là à đây là giám đốc của công ty tôi cô trần à chào giám đốc trần à. chào anh rất vui được gặp anh tôi cũng vui lắm vậy tôi qua kia gặp bạn một chút nói chuyện đi ừ được rồi anh đi ừ. đi cạn ly ừ được à à được <laughs> Hùng đại lớn vậy cũng không cần hả? Không phải là vấn đề của 4S. Trước giờ tôi có một giấc mơ. Đó là mở một cửa hàng sửa chữa xe hơi. Cho nên tôi phải bắt đầu từ chỗ thấp nhất, tìm hiểu yêu cầu của mỗi khách hàng. Anh đừng nói nữa, ba tôi vẫn cần anh chăm sóc. Cố lên anh em, tôi đi trước nha. Yên tâm đi. Nè, lại đi trễ nữa rồi. Xin chào, lại đi làm trễ hả? Nhìn kìa. Nhìn kìa. Ngồi gì? Cô lại đi làm trễ nữa. Tài liệu của anh Triệu không được ý Làm lại cái khác đi. Làm cho nhanh đó. Hôm nay trước khi về, phải làm cho xong, rồi để trên bài của tôi. T từ giờ tới lúc tăng ca, làm sao làm xong được? Cô tự xử lý đi. Hả? Không tìm được gì sao? À, tài liệu về cổ đông thần bí này vô cùng ít ỏi. Rõ ràng là không tìm được tung tích gì hết. Bọn họ chia nhỏ mua lại cổ phần của chúng ta ừ. Còn hay ra tay với cổ đông nhỏ Nhất định là không đơn giản ừ. Chúng ta không được bước mây động rừng Tra Hùng Đại trước Hùng Đại à Đúng <cười> 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 Trời ơi đại thiếu gia Ai chọc anh giận vậy? Trước giờ tôi thù dai lắm đó. Anh không tìm tôi thì thôi, còn qua hùng đại nữa. Đừng nhắc chuyện này nữa được không vậy? Từ đầu tôi cũng đâu có biết quan hệ của mọi người. Mà hơn nữa, công ty các anh kinh doanh tốt như vậy, tôi tới sợ không tốt cho anh. Đâu thể nào nói vậy được. Nếu xem tôi là anh em, ở đâu cũng giúp được tôi. Anh ở Hùng Đại phụ trách công việc gì? Trợ lý của chủ tịch. Ừ, cũng khá lắm. Vậy chắc chắn anh sẽ biết được rất nhiều kế hoạch trọng yếu trọng yếu thì không biết được chủ yếu là lo chuyện giặt thôi được rồi được rồi đừng có chơi trò đó với tôi vậy nếu tôi muốn anh nói tôi biết thông tin có giá trị chắc cũng không được rồi phải không nè anh bạn à tôi mới vào công ty không được bao lâu có cần làm khó tôi vậy không nè anh hiểu lầm rồi tôi ra sao anh không biết hay sao tôi không làm chuyện rút củi dưới đáy nồi đâu <laughs> có điều đối thủ của tôi thì chưa chắc tôi hỏi anh một câu nha ừ, hỏi đi anh có phát hiện hung đại của hành động thao túng cổ phiếu công ty khác không theo như tôi biết thì không sao vậy không lẽ là cổ phần của tập đoàn triệu thị bị can thiệp sao